hơi khô mọi người. Cái này bây giờ mình sẽ làm một món ăn sáng. Bơ nhìn hơi xấu nhưng mà rất là ngon mọi người. Bơ này mình đã để tủ lạnh. Mình sẽ cho vào đây tí xíu. Một chút muối. Sau khi mình đã dằm nát rồi nè. Bây giờ mình sẽ phát vào tí chanh. Ít thôi. Mì giòn nè mọi người. Bơ rất là vàng dẻo luôn á. Bơ này là mình được cô hàng xóm nhà mình cho. Cái da của cái bơ này nhìn nó ghê vậy. Nhưng mà khi cắt ra mọi người thấy không? Cái ruột nó rất là vàng và không có bị sơ á mọi người. Bây giờ mình sẽ làm kem bơ thôi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít sữa tươi. Sữa tươi mình cho ít thôi. Mình cho ít sữa đặc. Nếu mọi người ăn ngọt thì có thể bỏ thêm đường. Mình sẽ bọc lại và bỏ tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Xong mình đem ra mình đánh. Mình muốn kem cho nó được mềm mịn là mình phải đánh nhiều lần đó mọi người. Làm này cũng mất thời gian đó.
em rất là mềm miệng luôn. Kem miệng lắm mọi người ơi. Tại vì mình không có quen dùng cái dụng cụ này nên là mình không biết lấy thôi. Cho kem rất là miệng luôn. Kem miệng không có bị đông đá nữa. Wow, đẹp quá mọi người ơi, tuyệt vời cho mọi người. Mình sẽ cho lên ít miếng đậu phộng. Và nó cứ rớt hết mọi người ơi. Mình sẽ rải lên ít cánh hoa hồng mình phơi khô mọi người. Cái này là hoa hồng hôm trước mình về nhà, xong cái mình phơi khô.